Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cắt sắt Sinowa nha anh em. Này cắt sắt tua chậm lưỡi hợp kim nha anh em. Đó, bây giờ em quay vòng máy phía sau được cho anh em xem ha. Ngoại hình máy cũng khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thì giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Sinowa mã của nó là LA nha. 305. Điện là điện zin 100V ha. Công suất con này 1400 nha anh em. Dòng tua là 1500 dòng trên phút nha. Đó. Đây chi tiết ngoại hình của máy anh em. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó. Máy zin, lưỡi zin đồ khá là đẹp luôn ha. Đó, lưỡi của máy anh em. Đó, khá là đẹp luôn ha. Thì bây giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Khá nhạy luôn nha anh em. Này. Ngoại hình máy là khá là đẹp luôn. Đó. Lưỡi zin thắng từ rồi luôn nha anh em. Rồi. Thì anh em quan tâm đến con cắt sắt Sinowa này liên hệ em nha. Cảm ơn em.